xin chào đại gia đình nha. Hôm nay mình có mặt tại số 22 Mã Lò, quận Bình Tân, để chia sẻ cho đại gia đình về món sơ mặn sơ ngọt rất là hấp dẫn của chú đang bán nè các bạn. Đây chú đang làm cho nữa các bạn, rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Ở đây là đường Mã Lò, mà đường Mã Lò này sẽ nói ra đường tỉnh lộ 10 nè các bạn, tỉnh lộ 10 Bà Hơm. Anh chị nào ở gần thì mình ghé qua mình mua ủng hộ nha. Còn bây giờ để mình vào mình xem cận cảnh cái xe soi nha các đại gia đình. Em ơi, xe soi mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ vẫn từ 11 giờ trưa tới 11 giờ tối. 11 giờ trưa đến 11 giờ tối. Và nhìn cái xỉn soi mình hấp dẫn quá ha. Đây là các bạn, đây là cái xỉn soi. Nó còn xỉn nó chụp thêm xỉn. Dạ. Nó ngủ lên gần chiều. Có anh lấy coi nào, anh lấy hai. Cho anh cái soi, cái soi nếp thang với soi này đi. Chưa đầy đủ chụp nó đẹp đâu. Dạ. Còn thử nữa ha chú. Cái xe soi mình bán lâu chưa chú? Hả? Đây cũng 5-6 năm. Dạ 5-6 năm rồi chú. Đây là soi lá cẩm đó các bạn. Còn đây soi đen là soi nếp thang nha các bạn. Rất là hấp dẫn luôn nè các bạn. Đây là hai cái xỉn soi nè các bạn. Và soi đen là soi nếp thang, soi lá cẩm. Này là soi lá giang hả chú? Là dứa. À, soi lá dứa. Còn cái soi màu này là màu gì vậy chú? Gớt. Gớt. Còn soi này chú? Đậu đen. Dạ. Rồi đậu trắng. Dạ được rồi. Và rất là nhiều loại soi như này cả gia đình. Tất cả đều đồng giá 10.000 hết. Nhìn rất là ngon luôn. Phía trong là sôi mặn nha các bạn. Bên ngoài là sôi ngọt, còn phía trong là sôi mặn. Đây là sôi mặn nha các bạn. Dạ. Và còn đây là đậu xanh. Đây, nước cốt dừa đó các bạn, rất là ngon luôn. Đường. Còn đây là dừa là mình cạo ra từ và nạo tai luôn hả con. Và mỡ hành. Đây là hành phi đúng không cô? Dạ. Ba tê hả con. Dạ. Chín cút. Còn đây là những cái bịch mình vừa sẵn đây. Và rất là ngon. Thì một loại xôi trắng nữa là 7 loại xôi nè các bạn. Đây là loại xôi trắng. Đấy.
Ở đây là nước cốt dừa nè các bạn. Nước cốt dừa rất là ngon luôn. Đấy, được bao bọc lại. Đây rồi, đây rồi. À, mình mới vô tìm được một chỗ ngồi tại một quán cà phê gần chỗ chú bán món xôi để mình ghé vô mình ăn thử. Bây giờ cũng đang rất là đói luôn rồi, đây vậy. Đây, đây là một hộp xôi 10.000, thì nó gồm có là dừa nè, dừa đây là trái dừa mình cạo ra, còn đây là nhưng xôi đen, đó là xôi nếp than. Còn đây là xôi xôi lá cẩm, đúng không ta? Mình cũng quên mất rồi, hình như là xôi lá cẩm đó. Đây là nước cốt dừa. Nước cốt dừa mình sẽ cho vào. Có mè đen, có mè nữa nè các bạn. Nó rất là nhiều hương vị luôn. Đây là đường, có đường nữa nè. Thôi cho vào thôi. Và nước cốt dừa đặc sệt. Cũng khá là ngon rồi. Wow. Có đậu đen nữa nè các bạn, rất là hấp dẫn. Wow, rất là ngon luôn. Giờ mình ăn thôi, nếm than thử có như thế này nè các bạn. Có 10.000 một hộp, rất là chất lượng luôn. Wow, rất là ngon luôn nè các bạn. Rất là ngon luôn, không thể chê vào được. Phía trước của mình đó là cái ngã tư, đó là một cái ngã tư Sài Gòn mới vừa mưa xong đấy. Mình vào đây mình ăn và mình trú mưa luôn. Mình ăn xôi đây lâu chưa chị? Chị ăn xôi đây lâu chưa? Dạ. Ngày nay em mới ăn rồi, rất là ngon luôn á chị. Rồi, hàng đại gia đình trong những video tiếp theo nha. Các bạn nào ở gần quận Bình Tân á thì mình ghé qua mình ăn xôi thử của cô này, bán rất là ngon. Có 7 vị xôi nha các bạn. Rất là ngon luôn. Không phải là khá ngon nữa. Rồi, xin hẹn lại gia đình trong những video tiếp theo nha.